Rồi bây giờ ai hỏi gì thì hỏi, không hỏi thôi, không hỏi ngồi chơi. Con xin phép đọc câu hỏi. Con kính bạch sư ông, cho con hỏi sự lười biếng giải đãi đôi phụ tâm lớn qua thân khiến thân tệ ỏi mệt mỏi. Câu hỏi của con là sao lại có sự lười biếng và làm cách nào vượt qua và chấm dứt nó để sống được với sự hòa hợp hòa. Con kính tri ân sư ông. À, khi mà mình sống tỉnh thức á, bởi vì cái chữ tỉnh thức á, mặc dù chữ tỉnh thức á, thì nó có nghĩa về về cái tâm sáng suốt, trong sáng, nhưng mà đồng thời nó cũng có cái nghĩa là không ngủ. Tỉnh thức mà sao không ngủ được. Cho nên á, cho nên là nếu mà mình sống mà thường trọn vẹn tỉnh thức, tức là rõ biết cái hiện tại á, thì nó sẽ không có buồn ngủ. Khi buồn ngủ á, là do mình chán, mình có cái gì đó chán nản. Cái buồn ngủ, cái hôn trầm thủy miên á, là do mình có cái gì đó mà gọi là thầy sư ông gọi là lười chán. Lười chán là khi mình làm cái việc gì đó mình không thích, hay là nó quá sức, là mình phải cố gắng nỗ lực gì đó, cho nên làm cho mình mệt mỏi. Vì vậy mà cái đó nó dễ đưa đến cái hôn trầm thủy miên. Cái năm cái triền cái đó, nó tức cười cái là năm cái triền cái đó là nó xuất phát do mình cố thiền định quá, cho nên mới sinh ra năm triền cái. Chứ bây giờ mình ngồi bình thường vậy đâu có năm triền cái đâu. Mình ngồi bình thường tự nhiên vậy đâu có năm triền cái gì. Nhưng mà khi mình quá cố gắng để tập trung tâm lại, thì khi mình quá cố gắng để tập trung tâm lại là tham triền cái mới phát sinh lên. Đó. Rồi tham triền cái phát sinh lên đó, rồi mình cố thiền định, nhưng mà định hoài không được, định hoài vẫn chưa được, cho nên nó nổi sân lên đó. Rồi nó không được nổi sân lên, cho nên nó sinh ra là trào cự là sao mà mình ngồi hoài mà không được, làm sao mà ngồi cho được đó, giờ là trào cự đó, ngồi cứ suy nghĩ như vậy là trào cự xong rồi á, một hồi mệt cái nó thành ra hôn trầm thủy miên đó. Rồi như vậy nó đâm ra mình không có cái tâm, nó không có trọn vẹn được, cho nên nó cứ do dự, nó không yên được à, thì đó là nghĩ đó. Cho nên năm cái triền cái nó xuất phát là do mình nói chung là mình cái gì mà mình quá cố gắng để mà đạt được thì nó sẽ sinh ra cái hôn trầm thủy miên, sinh ra trào cự, sinh ra hôn trầm thủy miên, sinh ra tham, sinh ra sân, trào cự, hôn trầm thủy miên mà nghi. Chứ còn bây giờ mình cứ bình thường thôi, cái tâm á, vốn đó là nếu không có bị gì che lấp trói buộc á, thì cái tâm nó vốn là trói sáng à, cái tâm là trong sáng, tỏa sáng. Nhưng mà bởi vì mình nỗ lực quá để mà bỏ cái này hay là để mà đạt cái kia, do đó nó mới sinh ra cái là trào cự. Và hai cái đó là cái dễ sinh ra nhất, đó là trào cự và hôn trầm. Tức là một cái cặp bên kia là tham với sân, cái cặp tiếp theo là trào cự và hôn trầm. Và những điều này đó là hậu quả của nó sẽ là nghi hoặc tức là bất an, không có trụ được đó. Không có an trú được đó. Vì vậy cho nên á, là nên để cái tâm hoàn toàn bình thường, tự nhiên và luôn rõ sáng suốt, rõ biết từng khoảnh khắc mình làm cái gì đó, mình cũng đều rõ biết một cách tự nhiên, chứ đừng quá cố rõ biết cũng được. Đó, biết tự nhiên thôi. Đi thì nếu mà đi khi đi mà tâm mình không có
không có suy nghĩ gì đó, không có tìm cầu cái gì đó. Thí dụ như bây giờ mình nói là thôi mình cố gắng mà đi kinh hành mà cho nó miên mật để mình đạt được cái gì đó là sai rồi đó. Mà bây giờ ai hành thiền cũng đều nghĩ như vậy, ai 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 tu tập đều cũng cố như vậy là sai. Thực ra mình cứ buông thư hoàn toàn, rồi mình chỉ mình đang đi thì biết đi, trọn vẹn biết đi vậy thôi. Mình đang làm gì thì trọn vẹn biết mình đang như thế nào vậy thôi. Chứ không có không cần đạt đến cái gì hết. Đó. Thành ra đó, khi mình buông những cái lực mà muốn cố gắng để trở thành đó, buông mấy cái lực đó đi thì lúc đó mình mới là trọn vẹn với là cái đang là. Có hai cái mà sư ông nói là nó tỷ lệ nghịch với nhau. Đó là dính mắc vào cái gì đó, bất kỳ là dính mắc vào cái gì, dính mắc vào chuyện thành Phật, dính mắc vào mau đến Niết Bàn, dính mắc vào tham sân si gì ấy, cũng đều là dính mắc. À, bị dính mắc, bị trói buộc bởi một cái gì đó. Thì hệ bị dính mắc cái đó thì mình quên, mình mất cái trọn vẹn với chính mình. À, mà khi mình không dính mắc gì cả, mình hoàn toàn buông xuống, không có dính mắc gì cả, thì ngay đó là mình sẽ trọn vẹn với cái khoảnh khắc đang là. Đó, cái nguyên lý là vậy đó. Rất đơn giản, nhưng mà tại vì nếu mà mình chưa chưa có trải nghiệm được cái khoảnh khắc đó đó, thì mình vẫn là cứ loay hoay tìm kiếm, loay hoay muốn đạt được, loay hoay muốn thế này thế kia. Mà trong đó chủ yếu vẫn là bị trói buộc vào cái sở tri, sở đắc. Một lý tưởng, một cái gì đó, một cái tìm cầu gì đó. Mà sự thật ra đó, buông hết mọi tìm cầu để mình trọn vẹn với cái khoảnh khắc đang là nó rất, nó sẽ không có năm triền cái và cũng không có cái mười kiết sử nữa. Đó. Tất cả những cái kiết sử là cũng đều là phát xuất từ cái mà mình mất cái sự trọn vẹn tỉnh thức tại đây và bây giờ. Đó. Phải suy nghĩ cho kỹ cái chuyện đó, quan sát cho kỹ chuyện đó thì sẽ thấy rằng là trong mỗi cái khoảnh khắc á, mình không trọn vẹn được là do mình bị lôi cuốn hay là thu hút hay là dính mắc vào cái gì đó bên ngoài. Một, có thể là một, đó là một mục đích cao đẹp, có thể đó là một cái gì đó. Nhưng mà khi mà mình dính mắc vào cái gì đó thì mình sẽ quên hiện tại. Đó, quên đi cái thực tại đang là chính mình. Cho nên không phải là làm cái gì cả. Có đôi lúc á, trong cái việc tu tập á, cái hồi xưa là thời Đức Phật là đơn giản hơn bây giờ nhiều. Mà bây giờ tại vì mình phải học rồi phải hành theo một cái phương pháp này, phương pháp kia, mình phải tuân thủ cái này, tuân thủ cái nào. Đâm ra nó mất cái tự nhiên đi. Mất cái tự nhiên. Còn á, hồi thời Đức Phật á, chủ yếu là ngài, một người đến với ngài thì chủ yếu là ngài khai thị cho người đó thấy ra sự thật rồi. Mà thấy ra sự thật đây là không phải là một cái sự thật nào lý thuyết nào đó, mà thấy ra sự thật tức là thấy ra chính người đó. Ngài chỉ cho người đó thấy ra được chính người đó. Đó. Thì khi người đó mới thấy ra được cái giá trị mà trở về để thấy lại mình, chính mình á, thì lúc đó người đó bắt đầu coi như là làm lại từ đầu. Tức là trước nay mình cũng vẫn sống, vẫn đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, làm tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ mình lại làm lại từ đầu. Khi đi là chỉ cần tròn vẹn rõ biết đi thôi. Khi ngồi tròn vẹn rõ biết ngồi thôi. Khi làm gì cái điều tròn vẹn rõ biết mình trong đó thôi. Đơn giản là vậy đó. Đó. Thì cái mà mình gọi là pháp học á, chính là Đức Phật ngài chỉ ra cho mình thấy học cái gì. Đó. Và khi mình biết là mình học cái gì rồi á, thì bắt đầu đó mình tự mình mới học. Học đi, học đứng, học nằm, học ngồi. Người ta nói là gì đó. Học ăn, học nói, học gói, học đồn gì đó. tức là thực ra là học tất cả những cái trong đời sống rất là bình thường. Đó. Và học cũng chính là hành. Đó, ví dụ như Đức Phật ngài nói là
Thở vô dài, vị ấy biết, rõ biết thở vô dài. Rõ biết là tuệ trí á. Thở ra dài, rõ biết thở ra dài. Vâng vâng, vì ấy học như vậy. Đó. Nguyên văn á, nguyên văn Pali á, là vì ấy học như vậy. Sikkhati. Thì chính cái học đó, cái học học đó cũng chính là hành luôn. Mình biết đang thở vô đó là đang học. Mình biết đang thở ra đó là đang học. Biết đang bước đi đó là đang học. Biết đang ngồi xuống đó là đang học. Và đang học đó cũng chính là đang hành. Đó. Cho nên người ta nói pháp học và pháp hành là như vậy. Chứ không phải pháp học là phải học cho hết, không biết cái gì. Tự nhiên cái mình mình đi từ mình đi từ đây qua bên kia thì mình cứ nếu mình thấy đường là mình chỉ đi thẳng một mạch vậy thôi á. Chả học mấy cái đường khác làm gì, học học chuyện khác làm gì. Mà mỗi người đó chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường trở lại thấy mình. Chỉ có con đường đó thôi chứ đâu có con đường gì nữa nữa đâu mà học cho nhiều. Nhưng mà bởi vì á, do là nếu mình gặp trong thời Đức Phật hoặc là gặp một vị giác ngộ thì người ta chỉ cho mình, cái mình thấy, cái mình bắt đầu từ đó là ngày nào cũng học hành, học hành, học hành, học hành vậy đó, học hành vậy đó. Đó, mà học hành như vậy là rất là mau giác ngộ. Trong khi tốn hết 10 năm, 20 năm để mà học hết ba cái kênh, ba cái luồng đủ thứ, rồi tìm từng chữ, phân tích từng câu, gọi là tầm chương trích cú. Đó. Rồi, cho thiệt nhiều rồi, cái hồi cái... Hồi quên mình mất. lại ra thấy mình là chính. Đó. Nhưng mà bây giờ không ai giác ngộ để chỉ cho mình thấy ra mình là sao. Cho nên mình mới phải học. Học cho đến cái lúc nào đó mới thấy ra được. Cũng giống như sư ông á. Hồi trước sư ông cũng học mày mò ngồi học quá trời quá đất. Đọc hết sách này qua sách khác. Đủ thứ. Bây giờ là sư ông không thể nào đọc sách được. Lật ra cuốn sách gì cũng thấy, đọc cũng thấy vô ích hết. Tại vì mình cái đọc mình nó quá hấp dẫn. Mình thấy mình đang tham, đang sân, đang vui, đang buồn, đang gì. Từng khoảnh khắc. Chứ cái bài học và bài hành đó nó quá tuyệt vời luôn. Mình đọc rõ cuốn sách của chính mình. À. Cho nên á, nó khi mà như vậy á, thì nó hứng thú. Mà nó hứng thú thì nó không có buồn ngủ. Chứ không hứng thú cho nên mới buồn ngủ thôi. Đó. Chứ mình làm cái gì mà mình hứng thú là mình... Cho nên đó, hồi đó sư ông học xong cái... ở bên đại học vận hành xong rồi cả. Thì nói chung là đi học vận hành, đi học cho có vậy thôi. Cho cái học chính vẫn là mình tự học. Tự về học rồi mới... mình thấy cái gì mà mình thấy cần thiết á, mình mới học. Còn thì cái gì cũng cần thiết, bỏ... không cần học. Do đó mà sư ông là có thể đi và khi mình học những cái môn đó đó cũng cần phải học hết, bởi vì riêng một môn thôi, ví dụ giờ mình nói là dịch lý đi, học hoài không hết đó, dịch lý ứng dụng trong y học, trong phong thủy, trong tướng số, trong gì đủ thứ, không cách gì mà mình học hết được hết đó, đó. Nhưng mà nếu mà mình nắm được cái cốt lõi của cái dịch lý đó thì cái cốt lõi đó nói lại đồng với cái mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Dịch vô vi dạ, vô tư dạ, tịch nhân bất đồng, cảm như toại thông thiên hà chi cố, hay là dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc nhi thành vì hồ kỳ trung hỷ đó. Những câu đó là hoàn toàn nó giống với cái chánh niệm tỉnh giác của Đức Phật đó. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm tỉnh giác tức là tròn vẹn rõ biết cái thời vị tính của cái thực tại đang là. Mà thực tại đang là đang đi, đang ăn, đang ngồi, đang làm gì đó là thực tại đang là. Đó.
rồi khi mình học á, mình thấy là à, thân là thế này, thọ là thế kia, tâm là thế kia, pháp là thế nào, làm hồi mình không nhớ, quên không biết pháp cái pháp gì, không biết cái thân mấy thân. Nhưng mà thực ra khi mình đang ngồi thì mình thấy rõ, chứ đi thì mình thấy rõ thôi, chứ đâu cần, không cần biết đó là thân hay là thọ hay tâm hay pháp gì hết. Tức là đang cái gì thì mình thấy cái đó thôi chứ. Nhưng mà tài học thì phải nói vậy, chứ không nói vậy thì không lại ngồi im thì không nói gì cả. Thành nó phải nói à, học phải thế này, phải thế kia, phải nói. Nhưng mà thực ra khi mà thực hành á, thì nó chỉ có cái đang là thôi, chứ đâu có gì nhiều đâu mà học. Đó. Mà cái đang là như thế nào thì mình thấy như vậy. Do đó đó, giống như mình đang bây giờ mình thấy này, tại sao khi mình tới một cái cảnh nào đó mà nó mới mẻ hoàn toàn thì mình thấy hứng thú. Giống như người ta đi du lịch đó, tới một cái chỗ mà nó mới mẻ hoàn toàn thì hứng thú. Là tại vì sao? Vì người ta khám phá cái mới mẻ. Còn cái gì mà mình phải lặp đi lặp lại hoài á, cái đó là đưa đến buồn ngủ. Đó. Do đó trong tu tập á, là phải luôn luôn tròn vẹn với cái đang là, mà cái đang là đó thì nó luôn luôn mới mẻ. Đó. Và khi mà mình tròn vẹn với cái đang là đó thì tâm mình nó sẽ rất là thoải mái, rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Cho nên nó không thể nào mà trong cái trạng thái đó mà mình buồn ngủ được. À. Có nhiều cái thứ buồn ngủ. Thí dụ như có một Phật tử ở bên Úc á, nói sao con buồn ngủ, con cứ về là con ngủ, nó nói rồi vậy rồi con làm việc quá nhiều phải không? Đó, làm việc, bây giờ mình phải làm việc để kiếm tiền, để sống. Cho nên làm, cố gắng mà làm cho thật nhiều. Làm thật nhiều bao đâm ra nó mệt mỏi, căng thẳng. Đó. Thì về thân cũng vậy, về thân á, thì khi mệt mỏi căng thẳng quá thì buồn ngủ. Nhưng mà nếu về tâm á, thì khi mệt mỏi căng thẳng quá đó, thì nó hôn trầm thủy miên. Hôn trầm thủy miên á, là giống như buồn ngủ vậy, chán vậy. Nếu mà ngủ thì không được, là vì nó căng thẳng nó đâu ngủ được. Còn bên kia họ làm việc mệt cho nên bây giờ họ nằm xuống rồi họ ngủ. Đó. Cho nên cái trạng thái hôn trầm thủy miên đó là do mình thiếu tròn vẹn tỉnh thức về cái thực tại đang là. Mà thiếu tròn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì không những là hôn trầm thủy miên hay là lười nhác, mà là còn sẽ sinh ra rất nhiều cái hiệu ứng khác. Rồi. Thì con xin đọc câu hỏi tiếp theo là: con kính bạch sư ông, con xin sư ông chỉ dạy cho con sự thắc mắc này. Con có được dạy về thấy ngũ uẩn và những tâm bất thiện đang có mặt mà con không có thể nào làm gì được với tâm bất thiện đó. Con có nhắc nhở mắng nó khiến nó ẩn đi nên nó khởi tiết, và con thấy bản ngã của con nó càng lớn lắm. Kính mong sư ông khai thị cho con. Cái này á, là khi một cái người hồi nãy sư ông có nói đó, khi một cái người đang tình trạng như thế nào đó mà mình chỉ thẳng vào cái tình trạng đó để cho người đó thấy ra thì họ sẽ rất là dễ dàng. À, nó rất là dễ dàng chứ không có khó khăn gì cả. Mà cái nội con đọc lại câu hỏi. Dạ, con đã được dạy về thấy ngũ uẩn và những tâm bất thiện đang có mặt. Đây. Nhưng mà tại vì á, mình cứ nói tâm này bất thiện, tâm này thiện, cái này ngũ uẩn, cái kia cũng ngũ uẩn, đâm ra mình ngồi mình phải cố mà xem thử cái gì là ngũ uẩn, cái gì là tâm này, cái gì là tâm kia. Thành ra nó phát ra là cái trí phân biệt. Mà cái lý trí phân biệt đó nó làm cho mình là càng là khó hơn. Chứ bây giờ không cần biết bây giờ cái tâm gì khởi lên hay là cái thân đang thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Cảm giác như thế nào mình thấy như vậy thôi. Mình không cần phải nói đó là khổ hay lạc. Nhưng mà
mình cảm nhận được cái trạng thái thực của nó. À, mình phải cảm nhận được cái trạng thái thực của nó là cái gì, chứ không phải là cái đó là sân hay là hay là tham. Mình vì mình học cho nên pháp học nó cũng có một cái cực kỳ sai lầm, mà nó trở thành cái pháp học trở thành sở tri chướng. Đó là mình cứ gán tên vô. À, bây giờ cái tâm đó mình nói rồi, bây giờ sân là bất thiện, làm sao mà cố mà bỏ bất thiện là rồi xong. Trong lúc đó đó, chỉ cần là mình trọn vẹn đọc cái hiện tượng đó đang diễn ra như thế nào thôi. Cái hiện tượng đó, ví dụ bây giờ mình không biết nữa, bây giờ tim đập mạnh thì mình thấy tim đập mạnh vậy thôi. Mình thấy đau nhất thì mình thấy đau nhất vậy thôi. Tức là mình đang thấy cái gì ấy, thì mình cứ thấy cái đó nó như nó đang là thôi. Mình là xen vô cái pháp học ấy, cho nên nói là cái này bất thiện. Cho nên tôi bất thiện, cho nên sai quá cho nên cố làm sao mà bỏ. Mà khi mà mình nói như vậy đó thì nó cũng trở thành trào cự mất rồi. Nó trở thành trào cự mất rồi. Đó, gọi là trào hối. Đó, nó trở thành trào hối mất. Mà trào hối là bất thiện. Trào hối là sai. Thì trong khi đó đó mình chỉ cần là lắng nghe để xem thử cái sân đó nó diễn ra như thế nào và nó tác hại như thế nào, hay là nó là mình chỉ thấy cái thực đang diễn ra thôi. Mình chỉ thấy cái thực thôi. Thì chính cái tâm mà thấy cái thực đó đó là tâm giác ngộ. Trong lúc đó đó mình lại không có quan tâm đến cái tâm giác ngộ, mà mình lại cố cái tâm mà hoàn toàn trong sáng, rộng lặng trong sáng để thấy đó, đó là tâm giác ngộ. Trong lúc cái tâm này thì cứ nói trời ơi đây là sân, sân là thế này, sân là thế kia, rồi nói bạn ngạ, rồi nói gì đủ thứ hết trơn, là cứ gán vô thôi. Chứ không phải là thực chứng cái sân đó là gì. Đó. Trong khi Đức Phật ngài nói, ông kia ông hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn nói là pháp là sanditiko akaliko ehipassiko obanajiko pacchattang viditappo venyuhi là pháp gì vậy? ông hỏi Đức Phật vậy. Thì lúc đó cái ông đó đang sân. Lúc đó ông đang sân, cho nên Đức Phật ngài nói là sân chính là ehipassiko, chính là sanditiko akaliko ehipassiko. Tức là sân chính là cái mà mình cần mình thấy, mình biết, mình hiền quán, mình thực chứng cái sự thật đó như thế nào. Chứ không có nói là diệt sân, không cho là sân là tội lỗi, không phải vậy. Mà đó là một hiện tượng đang diễn ra, và bây giờ mình thấy cái hiện tượng đó diễn ra là như thế nào. Cái quan trọng là như vậy. Thì trong lúc một cái người cứ ngồi mà đánh giá là cái này bậy, cái này sai, cái này xấu, cái này đây phải bỏ đi, thế này đó, đủ thứ hết trơn á, lăng xăng như vậy, trong khi một người ta hoàn toàn lặng lẽ thấy rõ cái sân đang như thế nào đó, thì hoàn toàn khác nhau. Một bên chỉ cần là tròn vẹn thấy rõ cái sân đang như thế nào đó, thì liền là lập tức là ngay lúc đó là cái tâm rất là sáng suốt rõ biết. Cái tâm sáng suốt rõ biết nó càng ngày càng phát huy ra, cái rõ biết nó càng ngày càng rõ hơn đó. Thì lại là mình cứ ngồi mà cứ nói làm sao mà để cho diệt hết sân, làm sao mà để cái sân này là tội lỗi, cái kia là tội lỗi, là ai nói tội lỗi? Tội lỗi hay không là do mình có thấy cái điều đó nó có đem lại tai hại hay không tai hại cho mình và người ấy, chứ đâu phải là nghe Đức Phật nói tội lỗi rồi bây giờ mình cứ nói tội lỗi là đâu được. Đó. À, cho nên cái pháp học đó, nó lại đôi lúc nó lại trở thành ra là cái sự tri chướng là vậy. Lẽ ra mình có thể thấy thẳng vào đó, mình cảm nhận thẳng vào đó, thì mình qua pháp học cho nên mình phải đánh giá thế này, đánh giá thế kia, nói thế này, nói thế nọ đủ thứ. Rồi suy qua, suy luận lại một coi, không thấy đâu hết. Cái lúc đó chỉ toàn là suy luận thôi. Mà khi mà toàn là suy luận như vậy á, thì nó che lấp mất cái biết sáng suốt rồi, trong sáng rồi. À,
lẽ ra là mình thấy biết trong sáng, cảm nhận ngay lập tức, thì bây giờ mình lại cứ suy đi nghĩ lại, nói lui nói tới, đánh giá thế này thế kia, làm cho mất cái trong sáng đó đi. Thành nó vô tình chính cái đó nó che lấp cái trí tuệ. Lẽ ra trí tuệ là cái tâm mà hoàn toàn bình thản để soi sáng sự thật đó, thì mình lại cứ ngồi đánh giá thế này thế kia, rồi ngồi ân hận, rồi ngồi này còn họ mà đâu có quan trọng. Bởi vì á, ví dụ bây giờ mình làm cái gì sai, nhưng mà sai là cái gì mới được ý? Sai tức là cái điều đó đem lại hại mình hại người gì đó mới là gọi là sai. Thế bây giờ tự nhiên cái gì mình cũng nói là cái này là đúng, cái kia là sai, đó là mình nói theo lý trí. Còn bây giờ mình cảm nhận thực á, thì mình biết là mình chỉ khởi lên cái tâm chưa có làm gì hết trơn, mà mới khởi lên cái tâm là mình biết được cái tâm, cái tác hại của cái tâm đó như thế nào rồi. Đó, nếu có tác hại thì nó sai đó, thì mình phải cảm nhận được cái tác hại đó, thì mình lại cứ ngồi đánh giá. Đối với mình cũng vậy, mà đối với người khác cũng vậy. Mình thấy một người làm cái gì đó rồi mình cứ đánh giá, cái đánh giá là thế này thế kia. Nhưng mà cái người đó là nó là như vậy rồi, cái ội là nó là như vậy rồi, không thể nói không thể khác, cái xoài là nó như vậy rồi, không thể khác. Cho nên đó, bây giờ mình phải chấp nhận mọi sự như nó là, chấp nhận ội như ội là, chấp nhận xoài như xoài là, chấp nhận cam như cam là, đơn giản là vậy thôi. Đó. Nhưng mà không phải chấp nhận đang là để đó, mà chấp nhận đang là để mà thấy rõ như thế nào, để mà rõ biết nó như thế nào. Cái đó mới là quan trọng. Chứ còn mình cứ ngồi nói, mà hơn nữa cũng giống như một em học sinh mới học lớp 1, đánh vần chưa xong mà nói sao mà tôi chưa viết văn được. Thì bây giờ cứ đang đánh vần thì cứ lo đánh vần đi. Đang cộng trừ nhân chia chưa được thì mình lấy đôi đũa, một lấy chiếc đũa này bỏ vào một chiếc đũa kia là thành hai. Rồi cộng theo kiểu đó cho nó dễ. Thì mình ngang đâu rồi mình cứ thấy mình ngang đó. Rồi nó sẽ còn cái sự tiến hóa là nó mình chỉ cần thấy thôi. Còn cái sự diễn biến tiến hóa là chuyện đó là chuyện của pháp. Giống như cái ổi á, nó ngang đó là nó ngang đó thôi, còn nó lớn lên ngày nào giờ nào như thế nào do nguyên nhân gì thì cái đó là chuyện của pháp, cũng phải quyền của nó. Bây giờ đó mình cũng vậy thôi, mình chỉ lo biết mình như mình đang là, chỉ cần như vậy thôi, đừng có thêm pháp học pháp gì vô trong đó, là cũng không có hành gì cả, chỉ thấy thôi, chứ không hành gì mà cũng không có học gì. Hành á là để đạt được cái như ý mình, đó là tham. Còn học á thì thêm vô cái kiến thức vô, và làm cho che lấp đi cái sự thật rất hiển nhiên và đang là đó. Cho nên đó, đại khái là đừng có ngồi mà đánh giá rồi kết luận rồi gì hết á, mà chỉ thấy pháp đến đi như thế nào thôi. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo là: con thưa sư ông, khi một nhiệm vụ nào đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm làm con khổ sở một thời gian khá dài, thì con nên làm gì cho hết à? Con nhìn vào nhiệm vụ ấy chẳng những không hết buồn mà còn buồn thêm, mong sư ông hãy thị cho con ạ. Thì buồn thêm mình thấy buồn thêm. Mà hết buồn thì thấy hết buồn, vậy thôi. Rồi buồn ra đi thì mình thấy ra đi, rồi buồn trở lại mình thấy buồn trở lại, vậy thôi chứ sao vậy. Chứ tại vì mình cứ muốn hết buồn, chính vì muốn hết buồn mới khổ. Đó. Buồn không thể buồn thấy buồn thôi. Chính vì cái mà mình muốn hết buồn á, thì hết buồn nó cũng là một trạng thái, mà buồn nó cũng là một trạng thái thôi. Nhưng mà cái sai lầm là ở chỗ này,
là cái ta muốn là như thế nào. Đó. Cho bây giờ nó, nếu buồn là một pháp đang vận hành thì đâu có sao. Vui là một pháp đang vận hành thì đâu có sao. Nhưng mà mình cho là buồn là của ta, vui là của ta. Ta không muốn buồn, ta muốn vui. cho nên nó loài hoài đó, cái khổ là nó do cái loài hoài đó, chứ không phải là do buồn. Hơn nữa đó, cái buồn nó xuất hiện đó, nó cũng dạy cho mình một bài học về cái gì đó. Phải có lý do vì sao mà buồn chứ. Mình lại không nhân cái buồn đó để mình học ra được cái buồn là cho là khổ đi. Thì đó là mới khổ đế. Mà khổ đế thì bây giờ mình nguyên nhân của khổ đế đó là cái gì? À, thì mình phải quan sát đó để mình mới thấy. Cho mình cũng quan sát thì cái buồn là để mình quan sát. Đó. Chứ không phải là mình cố gắng hết buồn. Mà để mình quan sát để mình thấy thực sự buồn là nó có những cái mặt nào. Nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, nguyên nhân hậu quả ra sao. Đó. Thì nó là khổ hay lạc, nó là cái gì? Tức là mình phải thấu hiểu nó chứ. Tất cả các pháp đến đi với mình á, dù là pháp đó như thế nào, thì mình cũng phải thấy rõ được cái bản chất thực của nó. Cho nên cái sai lầm vẫn là cái mà muốn hết buồn. Mà nó nguyên lý là thế này: càng muốn hết buồn thì lại càng buồn thêm. Thí dụ như bây giờ mình mất một lượng vàng, mình mất một lượng vàng, mà cứ mỗi lần mình cứ nhớ tới cái mất một lượng vàng là mình buồn, rồi mỗi lần nhớ tới cái mất một lượng vàng là mình buồn, thì bây giờ do nhớ tới thì nó mới buồn nhá. Cho giả sử như bây giờ mất lượng vàng rồi mà ngồi quên mất, không nhớ gì hết trời, thì đâu có buồn gì đâu, đâu có khổ gì đâu, phải không? Đó. Nhưng mà tại vì á, mình cứ nhớ tới cái chuyện đó, hệ nhớ tới chuyện đó một lần thì nó tăng lên một lần, nhớ tới hai lần thì tăng thêm hai lần, nhớ tới ba lần nó tăng lên ba lần, nó cứ như vậy thôi. Cho nên là càng muốn dẹp nó đi á, thì nó càng tăng lên. Đó. Nhưng bây giờ mình quên nó đi. Nhưng mà bây giờ mình cố quên đi thì không được. Cố quên thì không được. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình tròn vẹn với hiện tại, mình tròn vẹn với đi, tròn vẹn với thở, tròn vẹn với ăn, thì tự nhiên nó quên chuyện đó. Đó, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà mình, con người mình là cứ tư tưởng chính là cái nguyên nhân. Tư tưởng chính là cái nguyên nhân mà kéo dài cái nỗi buồn hay là kéo dài cái nỗi khổ. Còn bây giờ nếu mà khổ hay là buồn mà mình tròn vẹn, thật sự tròn vẹn cái, còn bên này mình muốn là quan sát cái buồn để cho nó hết buồn là đâu phải là, thì những vậy cũng phải tròn vẹn rõ biết. Và đó là mình đang xử lý cái buồn đó với tâm sân, tức là buồn là một tâm sân. Mà bây giờ mình muốn xử lý cái buồn đó bằng tâm sân nữa thì tâm sân nó gấp đôi. Thì cái buồn nó gấp đôi, nó cứ vậy thôi. Cho nên đó, đơn giản là mình chỉ quan sát đây, tức là mình phải tròn vẹn rõ biết nó. Đó. Mình chưa biết tại sao buồn, chưa biết buồn là cái gì, buồn nó như thế nào, chưa biết. Mà mình lại muốn dẹp. Rồi, thì tiếp. Con xin đặt câu hỏi tiếp theo là: Kính thưa sư ông, con xin sư ông chỉ dạy cho con làm sao có chuyển tâm từ rộng lớn ạ. Con hay sử dụng như lý tác ý để chuyển từ ý nghĩ tiêu cực đến trong với sự sống, yêu thương, tha thứ và nguyện lực. Vậy như vậy là con có suy nghĩ như thế, có phải con đang tạo ra bản ngã thiền không ạ? À? Con kính tri ông sư ông ạ. À. Cái suy nghĩ là nó có 6 loại suy nghĩ. Nhưng mà thực ra là có 3 thôi. À, suy nghĩ về đối tượng suy nghĩ về đối tượng dục.
Tức là cái suy nghĩ đó là làm cho mình ham muốn thêm. Suy nghĩ về đối tượng sân, tức là mình cái suy nghĩ đó làm cho sân tăng lên. Và suy nghĩ đến cái đối tượng hài, tức là làm cho cái mà mình muốn tiêu diệt cái đối tượng đó, tăng lên. Đó là ba cái này. Còn bây giờ này, ba cái ngược lại á, là ly dục tưởng, tức là cái tưởng gì mà nó không sinh ra dục á là được. Tưởng gì được, muốn tưởng gì đó tưởng, mà miễn sao cái tưởng đó nó lìa cái dục là được, gọi là ly dục tưởng. Đó. Thí dụ như bây giờ mình tưởng đến cái sự tai hại, mình tưởng đến cái sự tai hại của cái dục đó, thì nó sẽ ly dục. Đó là một cách. Đó. Còn á, bên còn sân tượng ấy, thì bây giờ mình vô sân tượng, tức là bây giờ mình có cái tượng mà không sân là được. Cái tượng gì mà nó không sân là được. tượng cái gì đó mà mình hết sân là được. Giống như câu chuyện mà sư ông nói là hôm đó sư ông nghe người ta hát kiểu như hát karaoke vậy đó. Nhưng mà mấy người canh gác á, họ ngồi họ mới đàn hát với nhau ngay nơi cái cửa sổ cái phòng của sư ông á. Cho nên sư ông đang ngủ mà nửa đêm nó đàn hát cho mình thức dậy. Mình thức dậy là mình tức giận, đó là sân. Tức giận là mình chửi rủa nó trong bụng thôi, trong bụng mình chửi rủa nó, thì càng chửi rủa chừng nào càng sân thêm đó. Nhưng mà may sao á, thì ông lại nghĩ ngược lại đó. Bên kia là sân tưởng nè, bây giờ nó qua bên này là ly sân, là ly sân tưởng hay là vô sân tưởng, là mình nghĩ rằng là mấy đứa này nó học sinh, nó giờ này là đáng lẽ nó ngủ rất là ngon, nhưng mà bắt nó đi gác. À, nó bắt nó đi gác mà đi gác không lẽ nó ngủ, thì nó phải thức, mà thức thì làm sao thức được. Tới giờ đó là ngủ rồi làm sao thức được, cho nên nó phải đàn hát để cho nó tỉnh. Khi mình nghĩ như vậy cái tự nhiên mình cảm thông với nó, hết sân. Mà khi mình hết sân cái thì nó đàn hát, vẫn tiếp tục đàn hát, mà lúc đó mình lại ngủ được. Mà trước đó mình ngủ không được là tại vì tâm sân. Mà sau đó khi mình nghĩ ngược lại cái á, đó tức là sân tượng ấy, và bây giờ là ly sân tượng hay là vô sân tượng, thì tự nhiên hết sân ngủ ngon lành. Đó, đại khái là vậy. Mình ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó làm cái gì xấu, làm cái gì sai chưa thì chưa biết, sai đúng gì mình chưa biết, nhưng mà theo mình là sai. Thì khi mà mình cho là sai, nhưng mà tại sao người đó lại làm như vậy? Tại vì có cái nhân duyên hay là có cái lý do gì đó mà họ phải sinh ra như vậy. Đó. Thí dụ như là một người mẹ vì là tạo tầng nuôi con cho nên nó là rồi va chạm với ở đời chuyện này chuyện kia, tôi xin làm cho người mẹ nó phát sinh ra tâm rất là dễ sân, rất là dễ bị tổn thương đó. Với là căng thẳng do cuộc sống căng thẳng, nhưng mà bởi vì là phải tạo tầng để nuôi con. Thế bây giờ đứa con nó thấy mẹ mình hay sân là mình ghét. Mẹ gì mà sân này kia đó, mà đáng xứng đáng là mẹ tôi sao? Rồi chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh của bà mẹ nó phát sinh ra cái sân á, có khi là vì mình. À, vì bảo vệ con, vì thương con, vì cái này cái kia gì đó. Thì bây giờ mình lại không thông cảm. Đó. Giống như câu chuyện mà nghe rất là cảm động, là nói rằng là cái đứa bé đó nó mù. Cho nên người mẹ mới là cho con mắt để mà ghép cho đứa con nó sáng lên.
khi nó sáng được rồi ấy, cái nó đi học đi đồ này kia. Và nó không bao giờ mà giới thiệu mẹ nó với bạn bè đó, bởi vì mẹ nó mù. Mẹ nó mù cho nên nó không, nó nói trời ơi, mình có bà mẹ mù vậy mà. Thành ra nó rất là xấu hổ. Rất xấu hổ với bạn bè. Ai mà có người mẹ mà mù loà như vậy. Nhưng mà nó đâu có biết rằng là chính ba nó sáng được là nhờ ba cho nó hai con mắt để ghép lại cho nó sáng. Đó. Cho nên ở đời nó có những cái mà mình không nên vội vàng đánh giá. Đó. Mà bất kỳ một người nào có cái duyên gì, phát sinh ra điều gì đều có nguyên nhân của họ. Và mình phải cảm thông thôi, chứ không có cách nào khác. Cái người đó sân thật nhiều nhưng mà cảm thông thôi, cho nên biết sao vậy đó. Tại vì có cái điều kiện phát sinh ra đấy đó, trong cái địa vị của cái người đó, trong hoàn cảnh của người đó, phải lo chuyện này lo chuyện kia, phải làm cái này phải làm cái nọ, thì nó sẽ phát sinh ra những cái chuyện dễ bực mình hay là dễ thế này thế kia. Cho nên chỉ còn cách là chỉ có thông cảm thôi, chứ không thể nào mình đánh giá là người này xấu người kia sai gì được hết trơn. Đó. Mỗi người là mỗi cái tính, mà cái tính đó là do hoàn cảnh mà tạo ra, chứ không ai muốn có cái tính đó cả. Không ai muốn có cái tính xấu cả. Đó. Nhưng mà tại vì là do cái hoàn cảnh nó tạo ra, cho nên mình phải thông cảm thôi. Đó. Và thường thường là mình chỉ thấy người khác sai mà mình lại không thấy mình sai. Người khác lại thấy mình sai, cho nên do đó mới có sự xung đột giữa cái này cái kia. Đó. Do đó Đức Phật Ngài nói là bây giờ mọi người phải tự soi sáng lại mình, ổn định chính mình. Chứ còn cái hoàn cảnh xung quanh đó, hay là những chuyện khác là mình đừng có quá quan, đừng có bận tâm quá. Mình sinh ra đó là để mà không phải là để thay đổi hoàn cảnh, mà hoàn cảnh sinh ra để giúp thay đổi chính mình. Đó. Bất kỳ là hoàn cảnh gì, những hoàn cảnh mà càng nghịch chừng nào đôi lúc là mình dễ thay đổi mình hơn. Đó, đại khái vậy. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo là: dạ con thưa sư ông, có người nói ông ức cần dạ không cần giải bày, cũng có người nói ông ức cần phải giải bày. Vậy khi mình bị oan mà giải bày không ai hiểu thì con nên làm gì ạ? Cái oan ức không cần giải bày, bởi vì nếu mà mình là trong sạch thì ai nói gì nói chứ đâu có ảnh hưởng gì tới mình. Tại vì thực sự ví dụ như hồi đó có một cái chị Phật tử đó, chị làm trong một cái trong ngân hàng á, mà chị lại là đi thanh tra ngân hàng. Thì khi cái đoàn thanh tra đi vô kiểm tra cái ngân hàng đó thì phải là thay áo hết, để mặc một cái áo khác, có lẽ là để cho đừng có đem cái gì vô hay gì đó không biết, cho nên là phải thay áo của mình đi rồi mặc cái áo để mà vào thanh tra. Nhưng mà khi đi ra đó thì chị đó chỉ đi ra trước rồi chị đi về, thì những người còn lại có một trong những người còn lại là mất đồ, cho nên ai cũng nghĩ là chị này đi về trước là lấy đồ cho ai. Thì chị cứ mỗi lần mà chị đi vô làm trong sở thì ai cũng dòm chị với con mắt là người ăn trộm hết rồi, người ăn cắp của người ta. Thì chị mới tới hỏi thầy, thì thầy nói con có ăn cắp không? Nói không, không thôi đấu xá. Không thì mình không ăn cắp, thì bây giờ ai muốn nhìn mình kiểu gì rồi nhỉ? Còn mình không ăn cắp thì mình vẫn tịnh bơ, chứ đừng có đối kháng lại. Bởi vì nếu mà đối kháng lại hết thì đôi lúc họ lại còn nghi ngờ mình hơn nữa. Còn bây giờ ai nói gì mình cũng cứ chịu, mình cũng cười cười vậy thôi. Đó. Thì một thời gian sau đó cũng hết thôi. Đó. Với lại là
ăn thua là mình biết cái lương tâm của mình, cho nên mình cũng không có sợ gì cả, ai nói gì nói. Chứ ở đời là Đức Phật Ngài nói đó, không có ai mà hoàn toàn được khen, mà không ai hoàn toàn được chê, bị chê. À. Mà đó, một người bị chê chưa chắc đã là xấu, mà một người được khen, ai cũng khen chưa chắc đã là tốt. Mà một người đúng, bất kỳ một người nào, kể cả Phật luôn, thì cũng có người khen, người chê thì mới đúng. Cái người sai thì mới khen, mới chê Phật. Thì người đúng khen Phật. Thì nếu ai khen cả thì thành nó hóa ra người sai cũng khen Phật, tức là Phật cũng sai luôn. cho nên là cái người mà có người khen, người chê thì mới đúng. Chứ còn cứ khen hết là cũng sai, mà chê hết là cũng sai. Vì vậy mà cái tiếng nói bên ngoài đó, thì mình chỉ cần là mình chỉ xét mình coi thử mình có sai như vậy hay không. Nếu mà mình thấy là mình không có sai như vậy á, thì không cần gì cả. Cho nói là oan ức thì không cần biện bạch, bởi vì biện bạch á thì chỉ càng thêm oan trái. Đó, đại khái là vậy. Thế nhưng mà đó là nguyên lý là như vậy, nhưng mà cũng tùy trường hợp, là mình phải khéo léo, phải minh bạch. Thí dụ như thế này, hồi xưa khi mà thầy đi làm cái viên không, làm cái viên không này nè, thì có một vài cô tu nữ ở chùa Bụ Long á, nghi rằng là thầy lấy tiền chùa Bụ Long mà ra làm cái chùa riêng cho mình, đại khái là vậy. Thì thầy biết cái tâm lý đó, cho nên á, ví dụ như là ai tới cúng tiền là thầy công khai liền. À, tiền này người ta cúng cho viên không. Đó, rồi người khác cúng tiền, nói, à, cái tiền này là cúng để làm cái này cái kia gì đó ở tại chùa này. Là mình minh bạch ra để cho người ta khỏi phải nghi ngờ. Đó. Thì cái đó nên làm. Hoặc là mình phải giải thích rõ ràng. À, bởi vì tùy theo cái hoàn cảnh, có trường có hoàn cảnh thì mình giải thích rõ ràng để cho người ta hiểu. Đó. Chứ cái chuyện đó đáng lẽ là mình có thể giải thích rõ ràng được mà mình lại không nói. Thế nên người ta cứ hiểu lầm hoài thì cũng tội cho người ta. Do đó đó không phải là mình biện bạch là để mà che giấu cái gì đó của mình, mà biện bạch là vì để người khác đừng có hiểu sai lầm mà tội cho họ. Cho nên là cái nào là phải ra cái đó. Đó. Vì vậy mà có những cái mình phải nói rõ ràng. Nói rõ ràng chứ không phải là biện bạch cho mình. Biện bạch cho mình có nghĩa là mình sai mà mình muốn là biện bạch để cho người ta không thấy sai. Còn ở đây không phải là biện bạch mà đây là minh bạch. Minh bạch vấn đề để cho nó rõ ràng. Thì nên minh bạch để cho nó rõ ràng. Đó. Thế nên hai chuyện đó nó khác nhau. Về một mặt á, là mình chấp nhận là người ta hiểu sai, bởi vì do người ta không thấy rõ cho nên người ta hiểu sai, cho nên mình chấp nhận cái điều đó. Tuy nhiên có cái cần phải minh bạch thì mình phải minh bạch rõ ràng ra cho họ thấy đó. Và đến một cái lúc mà mình đã tự tin rồi đó, thí dụ như bây giờ sư ông đã tự tin rồi đó, thì sư ông cần biết ai hiểu sao hiểu, mình làm đúng là được. Chứ bây giờ ai hiểu sao đâu, không quan tâm nữa, không sợ nữa. Đó. Hồi xưa thì mình còn sợ là người ta nói mình thế này, nói mình thế kia. Còn bây giờ không sợ nữa. Mình cứ nói đúng, mình cứ làm đúng. Còn ai nghĩ sao lại nghĩ. Dạ, con xin phép tập hỏi tiếp theo. Có người nói kinh điển là sản phẩm văn học Phật giáo được viết lại do những vị đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì kinh tạng của Nam Tông và Bắc Tông chưa chắc là những điều Đức Phật dạy. Vậy căn cứ vào đâu để con biết cái nào là chân, cái nào là người mà tu tập hạ? Con kính mong sư ông khai thị cho con. Cái điều này thì Đức Phật đã nói trong kinh Kalama rất là rõ ràng. Tức là đừng có vội tin. Bây giờ mình đọc bảy kinh thì đừng có vội tin. Nhưng mà bảy kinh đó nó đúng với mình hay là đúng với những cái
cái sự thật xảy ra trong cuộc đời này thì lúc đó mình mới tin. Đó. Cho nên khi Đức Phật ngài nói là cần phải đừng có vội tin, dù cho là người ta nói là cái lời nói đó, cái truyền thuyết đó là nó đúng, nó do đạo sư, do gì đi nữa cũng cần biết, nó uy tín tới mấy cũng cần biết, mà chỉ cần là đối chiếu với cái thực, đối chiếu với cái thực á. Khi mình đối chiếu với cái thực mà mình thấy là đúng, cũng giống như là sư ông thuyết, thì có nhiều người lúc đầu nghe không hiểu. Vì thứ nhất không hiểu là bởi vì họ đang hiểu theo một cái hướng khác. Cho nên khi bây giờ sư ông nói mới quá, cho nên họ thấy sao mà lạ quá họ. Mà họ trước là họ cứ tin theo cái điều ABC gì đó rồi. Bây giờ mình nói thì nó không đúng với cái ABC của họ đó, thì họ không hiểu. Họ không dám nói mình sai là bởi vì họ là họ không dám. Ví dụ như một vị sư khác tương đối với sư ông á, thì ông đó có thể nói là sư ông nói sai, nhưng mà nhiều người Phật tử thì họ không dám nói sai, nhưng mà không hiểu gì cả. Sao lại như vậy được? Hồi nào giờ mình học là như thế này mà sao bây giờ nói vậy, ngược đời ngược xuôi. Cho nên không đó. Nhưng mà 2-3 năm sau, khi trải qua một vài cái biến cố và sự kiện gì đó, cái tự nhiên tình cờ đọc lại thì thấy quá đúng. Cái đến khi họ đọc tiếp họ nghe tiếp thì họ nói là bây giờ con thấy là sư ông nói cái gì cũng đúng hết. Là bởi vì sao? Cái kia họ chưa thấy đúng là vì họ chưa trải nghiệm đúng như vậy. Còn người mà trải nghiệm đúng như vậy là chắc chắn là sẽ nói đúng đó. Đó. Bởi vì sư ông nói không phải nói theo cái gì hết trơn, mà nói ra từ cái mà mình thấy thật sự. Chứ mà mình thấy thật sự thì người khác cũng sẽ thấy thật sự. Cho nên những cái điều mà sư ông nói nhiều khi là rất đúng với một vài cái vị khác, hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau, mà hai người nói gần như giống nhau hoàn toàn. Có khi cái ví dụ của mình có nhiều như người tưởng nói cái ví dụ của mình là do mình lấy cái ví dụ của người kia, hay là người kia lấy cái ví dụ của sư ông. Nhưng mà thật ra không phải, hai người cùng ví dụ y như nhau mà hoàn toàn là không có liên hệ gì với nhau cả. Là tại sao? Là tại vì họ thấy cái sự thật đó giống nhau. Bây giờ từ Phật quá khứ hiện tại vì là gì á, khi mà nói sự thật á, thì đều giống nhau. Đó, có thể ngôn ngữ khác, có thể cái này khác làm cho người ta hiểu lầm ra. Cho trên thực tế khi đã thấy một cái sự thật á, thì đều nói giống nhau. Đó. Vì vậy cho nên á, điều quan trọng để mình buộc tin á, là mình phải đối chiếu với thực. Còn nếu cái nào mà chưa đối chiếu được cái thực á, thì đừng vội tin, cứ để đó. Đừng vội bỏ mà cũng đừng vội tin. Cứ để đó cái đã. Đó, giống như cái người kia đó, họ nghe họ không hiểu thì thôi họ để đó. Vậy đó là mai mốt đến có khi họ trải nghiệm qua những cái này cái kia rồi họ mới thấy là, đến khi họ nghe lại thì thấy quá đúng. Là vì mình chưa có trải qua cái đó. Bây giờ mình trải qua rồi mới thấy là quá đúng. À, mà khi họ đã thấy một vài cái đúng thì lúc đó họ bắt đầu là tin tưởng những cái điều mà sư ông nói là đều xuất phát từ cái thực. À, không phải là nói theo lý thuyết, không nói theo tưởng tượng, mà là nói theo cái thực mà mình đã trải nghiệm. Đó. Thì á, mỗi người phải tự trải nghiệm để thấy ra sự thực, chứ đừng có tin bất kỳ ai khác. Đừng có tin vào những định nghĩa, đừng có tin vào cái kinh nghiệm của người khác. Kinh nghiệm là khác này, chứ ông không nói kinh nghiệm. Đức Phật cũng không bao giờ nói kinh nghiệm của Ngài. Nhưng mà Ngài chỉ nói, chỉ ra cái sự thật, chỉ ra cái nguyên lý. À, mà chính cái người đó đang như thế nào đó, khi trực tiếp á, khi Đức trực tiếp nói với người nào là Đức Phật chỉ thẳng cái mà người đó đang vướng mắc, hoặc là người đó đang chưa thấy, thì Đức Phật Ngài chỉ cho người đó thấy. Đại khái là vậy thôi. Cho nên cái chỉ cho thấy như vậy gọi là khai thị. Đó. Khai thị mà khai thị bằng lời nói
cho nên gọi là Swakato, Swakati, Swakati là khéo nói, khéo thuyết, khéo mở bài. Swakato Bhagavata Dhammo, tức là pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết hay là khéo khai mở, khai thị để cho người khác thấy. Đó. Tức là phải chỉ cái sự thật để cho người ta thấy, nhưng mà tại người ta chưa thấy. Do đó Đức Phật á, Ngài phải chờ cho cái người đó thấy đã. Người đó phải trải nghiệm qua cái đã, Đức Phật Ngài mới nói. Thí dụ như có một người cả đời chỉ không bao giờ uống trà, thì Đức Phật Ngài cũng nói trà thế này, trà thế kia. Nhưng mà khi cái người mới biết là người đó có uống trà rồi á, thì lúc đó Ngài nói cái là họ thấy đúng liền. Cho nên cái mà trải nghiệm cuộc sống á, Ngài rất cần thiết. Có thể là những thăng trầm được mất hơn thua. Cho nên các con nhớ một điều thế này, bất kỳ điều gì đến với mình trong cuộc đời đều là bài học giúp mình giác ngộ hết. Đó. Và tại mình cũng giác ngộ thôi, chứ đừng có trách là tại sao cái đó như thế này, cái kia như thế này, cái nọ như thế này, không phải vậy. Mà là do mình chưa giác ngộ thôi. Còn khi mình giác ngộ, mình thấy ra được sự thật á, thì lúc đó là mình cảm thông hết tất cả. Đó. Và điều thứ hai mà mình cần phải điều rõ là thế này. Tất cả mọi người trong giá trị tuyệt đối đó là hoàn toàn giống nhau. Trong giá trị tuyệt đối là đều hoàn toàn giống nhau. Không phải Đức Phật mới là có không phải Đức Phật mới là có là Arahant, Samma Sambuddho, Vissacharana Sampanno, Sugato, là không phải. Không phải Đức Phật mới có những cái đó. Mà tất cả mọi người đều có sẵn những cái đó hết. Nhưng Đức Phật là người đã phát huy được những yếu tính đó. Còn mình á, là cũng có những yếu tính đó mà chưa phát huy được. Mà muốn phát huy thì làm sao? Phải nhờ những cái đối cảnh bên ngoài đó. Gặp cái hoàn cảnh như thế này, gặp những người như thế kia. Do đó người Ấn Độ họ mới nói là bất kỳ người nào mình gặp trên đời đều là đáng gặp. Bất kỳ điều gì xảy ra trên đời đều là tất yếu phải xảy ra. Và điều gì xảy ra đều đúng lúc của nó. Vì vậy cho nên mình phải đủ bình tĩnh sáng suốt để mà thấy các pháp đến như thế nào, đi như thế nào. Tất cả các pháp đều đến đi hết, mà tất cả các pháp đều đến đi đó, nhớ một điều cực kỳ quan trọng, để khi mình có phản ứng thế này thế kia đó, thì mình phải nhớ điều đó. Tất cả mọi cái gì đến với mình, dù là nghịch hay thuận, đều là giúp mình giác ngộ hết. Mà mình giác ngộ là tại mình không phát huy được những đức tính giác ngộ có sẵn trong mình. Đức Phật Ngài giới thiệu những đức tính giác ngộ mình có sẵn. Ví dụ như bát chánh đạo, thất giác chi là cái gì đấy, tất cả những cái đó là những yếu tố có sẵn hết á, mà mình không biết dùng. Là tại sao không biết dùng? Tại mình cứ ham nghe cái này cái kia gì đó bên ngoài, sắc thân hương vị xúc pháp gì đó, cho nên mình quên đi cái mình có một kho tàng để mà mình sử dụng mà mình không biết. Cho nên Đức Phật với lại các bậc giác ngộ là người ta chỉ cho mình thấy ra được cái những yếu tính mình có. Bây giờ mình biết, chỉ cần biết quay lại thấy ra được những yếu tính đó để mình sử dụng, thì tất cả mọi người đều là bình đẳng, chứ không có cái chuyện là người này giác ngộ cao hơn, người kia giác ngộ thấp hơn, không phải vậy. Không có người giác, không hệ là giác ngộ là giống nhau, chứ không có cao hơn thấp hơn gì cả. Nhưng mà có thể là cái người đó cái mức độ nhất giác ngộ đó, tức là ví dụ như một người nào cũng đều là cái bóng đèn 1000W hết, nhưng mà do cái người đó còn bị che cái này cái kia, bị bụi che, bị rác rén che, bị cái gì che đó, cho nên nó không phát huy được thôi. Do đó Đức Phật Ngài mới nói là xả ly ly tham đoạn diệt, những cái rác rén đó đi thì đều sáng giống nhau hết, chứ không có ai hơn ai. Cái tánh biết mà giác ngộ đó, mà bây giờ một cái người mà đang xấu xa cách mấy thì họ vẫn có cái tánh sáng đó như mình hay là như Phật, nhưng mà tại họ không phát huy được cho nên họ vẫn chìm trong đau khổ.
vậy thôi. Cho nên á, những cái mỗi người có những cái tính xấu, những cái đó chính là những cái tre lấp trói buộc. Thì bây giờ mình phải quan sát lại để thấy những cái tre lấp trói buộc đó để mà buông đi. Xả ly đi, tham đoạn diệt, hết tất cả những cái thứ đó đi. Thì tự nhiên cái viên ngọc quý đó, sáng đó, nó sẽ là sáng hoàn toàn bình đẳng. Chẳng có người nào mà giác ngộ thấp, người nào giác ngộ cao cả. Hoàn toàn là giác ngộ giống nhau. Nhưng mà mỗi người là mỗi khác. Ví dụ như A Nan thì khác, nhưng mà giác ngộ cũng giống nhau. Sáng Lợi Phất thì khác, nhưng mà giác ngộ cũng vẫn là giác ngộ chân lý đó. Đức Phật cũng là giác ngộ chân lý đó. Và tất cả mọi người đều giác ngộ cái chân lý đó, chứ đâu phải cái gì khác. Mà giác ngộ thì cũng phải sử dụng những yếu tố giác ngộ đó. Chứ ở đâu mà có? Mỗi người có sẵn rồi nhé, bây giờ phát huy ra mà thấy thôi. Đó. À, do đó đó, nhất là khi mình sống. Hồi xưa thì Đức Phật Ngài khai thị xong rồi đó, là mọi người tự đi. Mang y bác đi đâu thực sự, đâu sống rồi, ở đâu đó ở. Đó, đại khái là vậy. Còn người mà giác ngộ rồi thì Đức Phật Ngài lại càng nói đi đi chia sẻ sự giác ngộ đó. Đó. Còn mình bây giờ là tại vì do xã hội, rồi do điều kiện đời sống, do cái thời đại, cho nên á, bây giờ mình sống là phải sống trong tập thể. Mà vì sống trong tập thể cho nên mình phải có những va chạm. Thực ra những va chạm đó là rất hay chứ không phải là dở. Nhiều người là cứ muốn làm sao để chúng trong một cái tu viện mà những người tu là hoàn toàn không va chạm với nhau, luôn luôn thương yêu nhau, luôn luôn là tốt đẹp. Cái đó là sai lầm đó. Chính cái va chạm mới là giúp người ta giác ngộ hơn. Đó. Không va chạm không, thì mình không biết mình ra sao. Nếu mà cứ ngày nào cũng yên ổn, tốt đẹp thì đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà chính những cái va chạm lúc đó mình mới là thấy ra mình. Vì vậy, trong va chạm đừng có nhìn người khác mà hãy nhìn lại mình. Luôn luôn trong va chạm là phải nhìn lại mình chứ không phải nhìn người khác. Nhớ là chừng đó là được. Xa thú là phải. Rồi hết giờ.